anh xe ôm công nghệ bi cô đơn vui tánh, thích làm thơ khiến chị gái lo lắng. Tài xế ôm công nghệ như Grab, Bi hay Gojek đã không còn gì xa lạ với chúng ta. Nhìn vậy chứ, các anh có rất nhiều tài lẻ khác nhau. Mục đích là phục vụ chất lượng dịch vụ tốt khi chở khách. Mới đây chúng ta lại được một phen bắt gặp anh tài xế xe ôm công nghệ thích làm thơ khiến cộng đồng mạng ngã ngửa. Chị gái búp xe đã phải bất ngờ khi đi trúng anh Bi có tài làm thơ như này. Có thể thấy trên chiếc áo đồng phục Bi của anh tài xế có những dòng thơ rất là hay, nào là mây đẹp mây thuộc về trời, em đẹp em thuộc về người em yêu, cỏ dại có mọc trên đồi, anh khờ anh nhớ một người không thương. Hay những câu thơ khác rất có dần làm cho nhiều người phải thốt lên, phải đánh giá cho nấy năm sau ngay. Thế nhưng câu thơ cuối cùng khiến chị gái bất ngờ e thẹn. Trai chưa vợ sợ thì cứ ôm đừng ngại. Một lời ngỏ ý khiến các chị gái ế lâu đọc xong mà muốn gụn chứng. Bên xe công nghệ văn dở kiểu này thường hay là người sống hướng nội, ít nói chuyện nên mượn thơ để bắt chuyện với khách nè. Một số cư dân mạng cũng đã để lại bình luận như sau: ôm một cái đi cho người ta đỡ tuổi mà có động lực để chạy tiếp đi. Chà, kiểu này phải chuyển sang nghề xe ôm kiếm người yêu thôi chứ ế quá lâu rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.